Xin mến chào cô bác và anh chị đã quay trở lại với kênh của em. Cây sương sông từ lâu đã biết đến với những cái tác dụng trừ tanh hôi là một cái cây rau gia vị để dùng ăn gỏi hay là nấu các cái món ăn rất là ngon. Và đây cũng là một loại dược liệu rất là quý ở trong Đông y. Vậy trong video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến cô bác và anh chị những cái tác dụng rất là tuyệt vời của cái loại dược liệu này. Cây sương sông hay còn có một số tên gọi khác như là rau húng ăn gỏi này, hoạt lộc thảo hay là sang sông. Đây là một cái cây thân thảo, nó sống khoảng 2 năm, chiều cao trung bình thì từ khoảng 0,6 đến 2 mét nó mọc thẳng và có rãnh dọc thân cây lá thì nó thôn dài hai đầu nhọn mép nó có răng cưa và nó cứ mọc xung quanh cái cái thân như thế này bộ phận được sử dụng làm thuốc của cây thì mình có thể dùng cái lá nhé một số nơi thì họ cũng dùng thân nhưng mà cái lá thì nó có dược tính cao hơn mình có thể thu hái quanh năm mình có thể dùng sống hoặc là phơi khô đều được trong đông y thì cái cây sưng sông nó có vị cay tính bình, nó có tác dụng trừ tanh hôi, tiêu thủng chỉ thống, tiêu đàm thấp, khu phong trừ thấp, thông kinh hoạt lạc, kích thích cái tiêu hóa, chủ trị các cái chúng phong hàn, ho xuyễn, nôn mửa, mẩn ngứa hay là cấm khẩu. Theo y học hiện đại thì cái cây này nó điều trị được cái ho hen, đau họng, cảm cúm, sổ mũi và viêm họng. Cái cách dùng và liều dùng cái cây sương sông này thì cô bác và anh chị mình có thể dùng cái lá sương sông để ăn sống trực tiếp hoặc là dùng ngoài ngâm cách thủy hoặc là mình cũng có thể sắc uống. Và bây giờ thì em sẽ chia sẻ đến cô bác và anh chị một số các cái bài thuốc từ cây sương sông này nhé. Một cái loại lá cây rất là quen thuộc. Bài thuốc đầu tiên đó là bài thuốc người ta dùng để chữa cái thấp khớp thì cô bác và anh chị chuẩn bị một nắm cái lá sương sông thì mình đem rửa sạch, giã nát và mình xào nóng. Sau đó thì mình đắp trực tiếp cái lên cái vùng khớp mà nó bị đang viêm, đau nhức thì mình có thể dùng vải quấn lại qua đêm để nó làm giảm đau và khi đó thì mình thấy nó rất là hiệu quả. Bài thuốc thứ hai là bài thuốc người ta dùng cái cây sương sông này để chữa viêm họng thì mình chuẩn bị khoảng 2 đến 30 ml giấm, 10 cái lá xương sông sống. Mình đem lá xương sông rửa sạch để ráo đập nhẹ. Rồi sau đó thì mình nhúng qua giấm và mình ngậm. Mình thực hiện liên tục trong vòng 5 đến 7 ngày thì đây cũng là một cái phương pháp tự nhiên để điều trị cái viêm họng rất là hiệu quả. Đây cái lá xương sông thì ở hai bên mép của bác anh chị mình sờ vào thì mình sẽ thấy là nó có cái răng cưa. Bài thuốc thứ ba là bài thuốc chữa nôn chớ, ho và có đờm ở trẻ em. Thì mình sẽ dùng 5 cái thìa cà phê mật ong và 2-3 lá sưng sông. Mình đem rửa sạch, thái nhỏ và mình cho vào chén. Thêm mật ong vào, mình đi hấp cách thủy từ 10 đến 12 phút. Dùng cái nước đó mình cho bé uống thì mình có thể cho bé uống nhiều lần trong ngày. Còn đối với người lớn thì mình có thể nhai trực tiếp thì nó sẽ rất là nhanh để giảm cái ho bài thuốc thứ tư là bài thuốc mà người ta chữa ho thì mình có thể kết hợp cái lá sưng sông lá hẹ và húng chanh mỗi thứ 10g kèm theo một ít mật ong thì mình cũng rửa sạch thái nhỏ và hấp cách thủy sau đó thì mình lấy cái nước đó mình uống thì nó có công dụng làm chữa cái ho rất là hiệu quả Tiếp theo nữa đó là khi mà mình bị cái vấn đề về tiêu hóa như là khó tiêu hay là đầy bụng thì cô bác và anh chị mình cũng có thể kết hợp cái lá sương sông 30g, tía tô 30g, hậu phát 10g, chỉ xác 10g, sinh khương 10g, trần bì 10g mình đem sắc với ba chén nước đun sôi trong vòng khoảng 10 phút đến sau thì mình chắc lấy cái nước đó và mình uống nhiều lần trong ngày thì nó cải thiện cái tình trạng về tiêu hóa rất là hiệu quả Tiếp nữa đó là cái bài thuốc chữa cái đau nhức răng thì mình có thể chuẩn bị cái rễ của cây sưng sông này. Mình chuẩn bị 20g phơi khô ở cái dạng khô. Cái cây này thì mình có thể lấy cái rễ của nó phơi khô kết hợp với 10g hoàng liên khô và rượu thì mình ngâm rượu với cái rễ của cây sưng sông vào hoàng liên trong vòng 10 ngày. Sau đó thì mình lấy cái rượu này mình thấm cái bông gòn và mình nhét vào cái vùng răng mà nó bị đau thì nó có công dụng chữa cái đau răng rất là hiệu quả. Bài thuốc tiếp theo nữa đó là bài thuốc người ta chữa cái trúng phong cấm khẩu. Thì khi mà bị trúng phong cấm khẩu thì người ta dùng cái lá xương sông kết hợp với lá xương bố đem rửa sạch giã nhát và hòa với nước nóng mình lấy cái nước cốt đó mình cho cái người bị trúng phong uống thì nó sẽ cải thiện cái tình trạng mà mình bị cái bài thuốc mà rất nhiều các cô bác anh chị mình biết đến đó là cái cây sưng sông này nó có khả năng làm tăng cái ham muốn tình dục chống cái dị ứng thì mình có thể kết hợp cái lá sưng sông với con chem chép và thịt heo mình dùng cái này mình gói lại cái nguyên liệu này rồi sau đó mình nấu lên mình ăn thì cái món ăn này nó có cái khả năng làm tăng cái khả năng ham muốn tình dục cũng như là chống dị ứng rất là hiệu quả thêm một cái bài thuốc chữa ho cho bé thì cũng có thể kết hợp cái lá sưng sông lá hẹ và hoa đu đủ đực đem sắc uống cho đến khi hết ho thì uống chừng 3 đến 5 ngày thì sẽ thấy cái tình trạng ho được cải thiện ở các bé mà bị uh, sốt cao thở gấp và co giật nếu cô bác và anh chị mình sử dụng cái lá sừng sông này kết hợp với chua me đất, giã nát, lấy nước cốt cho bé uống thì nó cũng có tác dụng hạ sốt rất là hiệu quả. Vậy là trên đây em đã chia sẻ đến cô bác và anh chị tổng quan về cây sưng sông, một cái loại cây rau gia vị rất là phổ biến nhưng mà cũng là một vị thuốc rất là quý và gần gũi ở trong y học cổ truyền cô bác và anh chị mình có thể tham khảo và ứng dụng nó vào đời sống nhé video của em chia sẻ về cây sưng sông đến đây cũng kết thúc xin chào và hẹn gặp lại cô bác và anh chị ở các video tiếp theo cảm ơn cô bác và anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh nhé